Chiều ngày 11 tháng 5, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Các đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thiều Quang, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Bùi Khắc Bằng, chủ tịch ủy ban dân huyện chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức diễn tập dự kiến trong 3 ngày vào đầu tháng 8 năm 2023. Địa điểm diễn tập khu vực vận hành cơ chế gồm hai khu vực. Khu vực 1 trụ sở làm việc thường xuyên của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ban chỉ huy quân sự, công an, đồn biên phòng Hương Quang và các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện. Khu vực 2, khu căn cứ chiến đấu huyện Giả Định, thuộc thôn Tùng Quang, xã Quang Thọ. Khu vực thực binh cũng sẽ tại hai địa điểm: thực binh động viên quân dự bị tại thôn Tùng Quang, xã Quang Thọ, khu vực thực binh đánh địch xâm nhập biên giới tại thôn Kim Quang, xã Quang Thọ. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Mục đích của diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ nhằm nâng cao chất lượng vận hành cơ chế theo nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và các nghị quyết khác, đánh giá khả năng tổ chức lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền và năng lực tham mưu của các cơ quan ban ngành, sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong xây dựng và hoạt động tác chiến. Thông qua diễn tập, nhằm điều chỉnh bổ sung hoàn thiện các văn kiện tác chiến, kế hoạch chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh, kế hoạch B phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Về công tác chuẩn bị, sau khi nhận được chỉ thị của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chỉ thị 23 về lãnh đạo chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023, thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, tiểu ban bảo đảm, tiến hành phúc tra rà soát lực lượng dân quân tử vệ, dự bị động viên, xây dựng hệ thống văn kiện lãnh đạo chỉ đạo, văn kiện tập bài bên cạnh đó ban chỉ huy quân sự huyện cũng đã khảo sát khu vực chiến tập tiến hành xây dựng hầm hào theo quy định hiện đã xây dựng hoàn thiện hai hầm huyền ủy quân sự sa bàn tác chiến phòng thủ huyện bếp hoàng cầm từng bước triển khai công tác tăng gia chăn nuôi vườn ràn tại khu căn cứ chiến đấu tại hội nghị thành viên các ban đã thảo luận nêu lên những thuận lợi khó khăn công tác tập trung lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị cho diễn tập đồng thời thống nhất với kế hoạch diễn tập của ban chỉ đạo triển khai phát biểu kết luận hội nghị đồng chí nguyễn thị việt hà tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy trưởng ban chỉ đạo diễn tập yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo tập trung cao về công tác lãnh đạo chỉ đạo giám sát kiểm tra để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho diễn tập ban tổ chức diễn tập tham mưu cho huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân chuẩn bị tốt các nội dung văn kiện và nội dung các cuộc họp diễn tập chỉ đạo các địa phương đơn vị thực hiện tốt việc huy động lực lượng tham gia diễn tập các tiểu ban giúp việc chủ động bám sát thực hiện các nội dung công việc đã được phân công các cơ quan ban ngành cần quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức tầm quan trọng của diễn tập tới cán bộ đảng viên, cử cán bộ tham gia đủ số lượng thành phần, chuẩn bị tốt các nội dung liên quan, quá trình diễn tập nhập vai tốt, sát đúng với thực tiễn. Cơ quan quân sự cần tập trung hơn nữa để hoàn thành việc xây dựng khu vực diễn tập đúng theo kế hoạch, đồng thời chủ công phối hợp với phòng ban đơn vị để xây dựng văn kiện, làm tốt công tác chuẩn bị cho thực binh diễn tập, nhất là phải đảm bảo an toàn trước trong và sau diễn tập. Cuộc diễn tập lần này là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng do đó sau hội nghị thành viên ban chỉ đạo ban tổ chức các bộ phận bắt tay và triển khai thực hiện ngay công tác chuẩn bị để cuộc diễn tập thành công tốt đẹp